Đặc điểm của người chồng hoàn hảo. Một người đàn ông muốn trở thành người chồng tốt và người cha tận tâm cần có một số phẩm chất sau đây. Anh ấy lãng mạn. Chàng trai nào cũng có thể lãng mạn khi mới yêu, nhưng nếu hai người đã ở bên nhau một thời gian dài và anh ấy vẫn mang đến cho bạn những điều bất ngờ thì đó là một điều tuyệt vời. Nếu anh ấy quan tâm đến bạn và khiến bạn cảm thấy mình quan trọng, điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn còn lãng mạn và luôn muốn bạn hạnh phúc trong mối quan hệ tình nghĩa vợ chồng. Anh ấy không nhất thiết phải mua cho bạn những món quà đắt tiền thường xuyên đưa bạn đi ăn tối, nhưng anh ấy sẽ thể hiện tình yêu của mình bằng những cách khác nhau. Dù sự lãng mạn trong hôn nhân thường bị lãng quên, song bạn nên biết lãng mạn là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống và bạn cũng phải cần dành thời gian cho nó nhiều hơn. Anh ấy ủng hộ bạn. Không gì tệ hơn khi bạn đang cố gắng để đạt được mục tiêu nào đó mà ông chồng thì lại không hề coi trọng. Nếu anh ấy thờ ơ với một quyết định của bạn thì có nghĩa là giữa hai người đang có vấn đề. Người chồng yêu thương chăm sóc vợ cần phải ủng hộ với những quyết định trong cuộc sống của cô ấy và có những lời khuyên chân thành khi cần thiết. Anh ấy luôn lắng nghe bạn. Người chồng hoàn hảo phải quan tâm bạn và nhu cầu của bạn. Anh ấy phải là người bạn tốt nhất, người yêu một nửa tuyệt vời dành cho bạn. Có một người bạn đời luôn lắng nghe và giúp đỡ khi cần thiết là có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với phụ nữ. Điều quan trọng nhất trong tình yêu vẫn là sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau. Anh ấy luôn bảo vệ bạn. Tập tiệc, nếu chồng của bạn có những hành động bảo vệ bạn vì đó là dấu hiệu của tình yêu. Miễn là sự bảo vệ của anh ấy không biến thành tính chiếm hữu. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải đối mặt với một người không tin tưởng bạn và sẽ đổ lỗi cho bạn về mọi vấn đề trong cuộc sống của anh ta. Phụ nữ sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm khi một người đàn ông luôn ở bên lúc cô ấy cần. Nhưng nếu anh ta quá tự cao, tự mãn và dành quá nhiều thời gian cho mình đến mức độ không thể chịu được, đó là một sự thái quá không cần thiết. Anh ấy không ngại nói lời xin lỗi. Nói xin lỗi khi mắc sai lầm là điều quan trọng, nhưng đó là đặc điểm mà chỉ có những người chồng tốt mới có. Người tôn trọng bạn và quan tâm đến bạn sẽ không ngại nói lời xin lỗi. Nhưng nếu bạn kết hôn với một người đàn ông quá ngạo mạn và không bao giờ biết hối lỗi, bạn sẽ không bao giờ hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Một người chồng hoàn hảo là người biết rằng anh ấy không hoàn hảo 100%, nhưng anh ấy sẽ cố gắng để thay đổi. Đó là lý do vì sao bạn nên trân trọng mọi nỗ lực mà anh ấy bỏ ra để khiến bạn được hạnh phúc và hài lòng. Anh ấy chung thủy. Khi bạn yêu một người đàn ông chung thủy, mỗi nỗ lực của bạn đều rất ý nghĩa. Khi bạn biết anh ấy sẽ không lừa dối mình, bạn có thể yên tâm để anh ấy dù đi đâu một mình, đi có xa bao nhiêu, bạn cũng rất bình tĩnh và không hề nghĩ đến việc anh ấy có thể ngoại tình. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của một người chồng hoàn hảo. Người phụ nữ lấy được người đàn ông như thế chắc chắn là hơn cả trúng số độc đắc. Anh ấy là việc chăm chỉ. Ngoài việc tử tế với bạn đời, người chồng lý tưởng phải là người có thể mang lại cho vợ một cuộc sống mà cô ấy xứng đáng có được. Vì vậy, anh ấy cần là một người làm việc chăm chỉ, tài chính ổn định trong gia đình. Một người đàn ông như thế sẽ không bao giờ để bạn thiếu thốn bất cứ thứ gì mà bạn cần. Nếu cần, anh ấy sẽ làm hai công việc khác nhau để cung cấp cho bạn và con của bạn những điều cần thiết nhất.